Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Trên tay mình đây là Xiaomi Redmi Note 13, một đối thủ nặng ký cho danh hiệu ông vua tầm trung. Vậy thì liệu với mức giá khoảng 4 triệu thì Redmi Note 13 được trang bị những gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này. Let's go. Về thiết kế thì mình thực sự ấn tượng khi lần đầu tiên cầm con máy này trên tay. Tất cả mọi thứ từ kết cấu tổng thể, màu sắc cho đến độ hoàn thiện đều đẹp hơn, cao cấp hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Tất cả thì đều làm từ nhựa thôi nhưng mà mặt lưng nhìn rất giống kính luôn, bóng bẩy, màu sắc cũng rất là đẹp. Cho tới cạnh viền cũng được làm nhám, thiết kế phẳng và có hơi bo cong nhẹ, mang lại một cảm giác cầm nắm khá thoải mái, bám tay. Hơn nữa là dòng máy giá rẻ nhưng cũng có chuẩn kháng nước, kháng bụi nhẹ IP54. Không dừng lại ở đó, năm nay thiết kế màn hình cũng được nâng cấp rõ rệt. Khi các bạn có thể thấy phần viền màn hình năm nay đã được làm mỏng đi rất là nhiều. Kích thước sẽ là 6.67 inch, tấm nền AMOLED, 1 tỷ màu và độ phân giải là Full HD+. Mình có thể khẳng định luôn với các bạn, đây là một trong những chiếc điện thoại có màn hình đẹp nhất tầm giá này. Tấm nền AMOLED mang tới những hình ảnh trong hơn, độ tương phản tốt hơn, có chiều sâu và sắc nét hơn tấm nền LCD mà mọi người hay thấy trên những chiếc điện thoại trong phân khúc tầm khoảng 3-4 triệu. Không những đẹp mà sử dụng cũng rất mượt mà với tần số quét lên tới 120Hz. Độ sáng tối đa 1800 nits vẫn cho các bạn được khả năng sử dụng ổn ngoài trời trừ khi trời nắng quá gắt. Hơn nữa với tấm nền này thì chúng ta còn được hỗ trợ cảm biến vân tay ngay bên trong màn hình luôn. Qua tới camera thì đây bình thường là thứ mà mình ít để tâm nhất trên một chiếc điện thoại giá rẻ. Về thông số, chúng ta sẽ có một camera chính 108MP, một ống kính góc siêu rộng 8MP và một cảm biến macro 2MP. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy khá ổn trong tầm giá này. Ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng vẫn được xử lý theo kiểu rực rỡ, nịnh mắt. Chi tiết cũng khá là ok nếu như các bạn không zoom vào, mang lại cho chúng ta những bức ảnh nhìn tổng thể rất là ổn. Nói chung đối với những người không hay chụp hình như mình thì camera của con này đủ để đáp ứng được những nhu cầu cơ bản. Về cấu hình thì Redmi Note 13 được trang bị một con chip không còn quá xa lạ gì với người dùng nữa rồi. Đó chính là Snapdragon 685 và chúng ta sẽ có 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong cho phiên bản thấp nhất. Mình nói thẳng luôn thì đây không phải là một con chip mạnh nhất mà các bạn có thể tìm được trong tầm giá này, nhưng mình thấy nó là con chip hợp lý nhất. Vì cơ bản hiệu năng của Snapdragon 865 ở mức đủ dùng, những tác vụ cơ bản hàng ngày như là lướt Facebook, TikTok hay đa nhiệm các thứ vẫn mượt mà. Cho tới những tựa game phổ biến hiện nay như là Liên Quân, Tốc Chiến v.v. vẫn có thể chơi được tốt. Hơn nữa trong thời gian gần đây, MIUI cũng đã được update và tối ưu tốt hơn rất nhiều rồi. Những hiện tượng lỗi vặt cũng đã được hạn chế nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Cái gì cũng phải đánh đổi cả thôi. Nếu như các bạn muốn một con chip mạnh hơn thì chắc chắn giá của Redmi Note 13 sẽ cao hơn bây giờ. Còn mình thì thấy hiệu năng như thế này là đủ tốt trong tầm giá rồi. Viên pin 5000mAh đảm bảo cho các bạn có thể sử dụng thoải mái trong một ngày, cộng với sạc nhanh 33W giúp mọi người có thể sạc đầy pin trong đâu đó khoảng 1 tiếng. Tổng kết lại thì Redmi Note 13 chúng ta sẽ có một thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, camera đủ dùng và một hiệu năng vừa đủ. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một màn hình quá đẹp, quá ngon trong phân khúc tầm khoảng 4 triệu như thế này. Rồi các bạn nghĩ sao về Redmi Note 13? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.